Bây giờ là bài 100 tương ứng với phần 4 bài 30 quyển 2. Tỷ ỷ bài cửa. Đầu tiên hãy nói, buổi trưa tôi đi ra nhà ăn ăn cơm trưa. Trung ủ ở chủ sứ tháng chữ ủ phản. Bây giờ là cách nói mua được. Mãi tạo. Mãi. Tạo. Trong đó, tạo ở đây là bổ ngữ kết quả của từ mãi, biểu đạt có ý định mua và đã mua được. Mua được cơm. Mãi tạo phản. Mãi tạo phản. Chưa mua được cơm, đã không mua được cơm. Mấy mãi tạo phản. Mấy mãi tạo phản. Mua được cơm rồi. Mãi tạo phản lợ. Mãi tạo phản lợ. Mới có thể mua được cơm. Tài năng mãi tạo phản. Tài năng mãi tạo phản. Phải đợi hơn 10 phút mới có thể mua được cơm. Yào tẩn 10 đô phân trung tài năng mãi tạo phản. Yào tẩn 10 đô phân trung tài năng mãi tạo phản. Hơn 10 phút. 10 đô phân trung. Cho nên thường thường phải đợi hơn 10 phút. 所以常常要等十多分钟. 所以常常要等十多分钟. Mới có thể mua được cơm. 才能买到饭. 才能买到饭. Hãy nói lại đoạn này, bởi vì người ăn cơm rất nhiều. 因为吃饭的人很多. Cho nên thường thường phải đợi hơn 10 phút. 所以常常要等十多分钟. Mới có thể mua được cơm. 才能买到饭. 才能买到饭. Ăn xong cơm. 吃完饭. 吃完饭. Hãy chú ý khi nói 吃了饭 cũng dịch là ăn xong cơm, nhưng thường để nói là làm cái gì đó xong thì làm việc khác. Còn 吃完饭 là để nhấn mạnh việc này đã làm xong, đã hoàn thành. Tôi về ký túc xem sách. 我回宿舍看书. Hoặc là nghe một lát nhạc. 或者听一会儿音乐. Bây giờ là từ trước giờ, từ trước đến giờ. 从来. 从. 从. Lái. Lái. 从来. 从来. Trước giờ không ăn cơm sáng. 从来不吃早饭. 从来不吃早饭. Trước giờ không ăn cơm ở nhà ăn. 从来不在食堂吃饭. 从来不在食堂吃饭. Trước giờ không ăn thức ăn trong nhà ăn. 从来不吃食堂里的菜. 从来不吃食堂里的菜. Hãy nhắc lại từ ngủ.
睡觉。ngủ trưa, 睡午觉。睡午觉，睡午觉，睡午觉。không hay ngủ chưa? 不常睡午觉，不常睡午觉。nhất định phải ngủ chưa? 一定要睡午觉，一定要睡午觉。ngủ trưa tốt cho sức khỏe. Nguyên văn là ngủ trưa đối với cơ thể tốt. 睡午觉对身体好，睡午觉对身体好。không ngủ trưa, 不睡午觉，不睡午觉。trước giờ không ngủ trưa, 从来不睡午觉，从来不睡午觉。buổi trưa tôi trước giờ không ngủ trưa.中午我从来不睡午觉，中午我从来不睡午觉。Bây giờ hãy nghe phản nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Cũ mới, 旧新, siêu thị, 超市。làm phiên dịch, tăng phan y, béo gầy hay rộng chật, phấy sầu, ngủ dậy, chỉ choáng, 700-800 mét, 700-800 mét, bến xe buýt.公共汽车站 nhớ em xin nghỉ cho bạn lấy cái ạ 让我给他请个假 bằng lái 驾照 发音không chuẩn 发音不标准để học thái cực quyền. 为了学太极拳. kiên trì. 坚持. quên mở máy rồi. 忘开机了. thắng thua nguyên văn là thua thắng. 输赢.Cùng đi với mình nguyên văn là bồi mình cùng đi. Thấy ối ý chỉ chỉ. Xét nghiệm phân. Hóa yên tả biển. Kê cho anh một ít thuốc. Cái nì khai ý chia dạo. Tâm trạng. Xin chính.Nhân viên nghiệp vụ. Yê ủ yến. Sớm đã tan làm rồi. Giáo chiều xả ba lợ. Tắc đường tắc kinh khủng. Tủ chưa tủ tớ lì hải. Thành tích sẽ không quá tốt.成绩不会太好。đã không nhìn thấy. Mấy 看见.
加một từ. Trái cửa chứ. Viết thành cái này rồi. Xie chẳng chê gờ lọ. Luyện tập hội thoại. Luyện xí hội họa. Đọc câu chuyện, ý chỉ đọc ra tiếng. Nhìn cụ sử. Đáp đúng rồi. Đá tuổi lọ. Đọc không thuộc lắm, chỉ đọc bài khóa. Tú đờ bú thải sú. Hơn 2 tháng. Lãng cửa tua yue. Đại khái đã quen rồi. Chà bú tua ý chinh xí quả lọ. Khí hậu đặc biệt khô hanh. Chỉ khẩu thở bia can rào. Thức ăn quá dầu mỡ, thức ăn quá ngấy, sai. Chải thải yếu nỉ. Xung quanh không sạch sẽ lắm. Châu bấy bú thải can chỉnh. Uống cốc sữa bò. Khưa bay níu nải. Ăn một miếng điểm tâm. Chỉ khoải điển xin. Lúc nghỉ giữa giờ. Cửa chiên siêu xỉ đờ sờ khẩu. Mới có thể mua được cơm. Trái nắng máy tạo phản. Trước giờ không ngủ chưa. Chúng lái bú sủy ủ chảo.